Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Hoằng Pháp giảng tích truyện Kinh Hiền Ngôn. Đây là Ni Sư Giới Hương, trụ trì Chùa Hương Sen, thành phố Paris, quận Riverside, miền Nam California. Hôm nay Giới Hương hân hạnh được chia sẻ chương trình Hoằng Pháp giảng về Kinh Hiền Ngu. Và thưa quý vị, đây là Kinh Hiền Ngu. Trong đây có 46 câu chuyện rất là hay về thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và những quá khứ, câu chuyện quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Hiền Ngu. Hiền là người hiền, người lành, người Phật tử, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết làm lành, lắng dữ, đi theo con đường an lạc giải thoát. Còn người ngu tức là người dại, người thích làm điều ác, người thích làm gây rối xã hội, người bị đọa lạc. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Phạm Thiên Thính Pháp. Phạm Thiên có nghĩa là một vị trời, quý vị. Một vị trời trên cõi thanh tịnh. Dòng họ Phạm đó, Phạm có nghĩa rằng là thanh tịnh, là trong sáng. Một vị trời ở trên một cõi thanh tịnh trong sáng ở trên trời. Và vị này xuống thỉnh Đức Phật giảng Pháp như thế nào? Chúng ta cùng nghe nhé. Thì chúng ta nhớ là khi Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài ngồi thiền 49 ngày và giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, thì khi vừa sau mai vừa sáng Ngài vừa giác ngộ, thì đầu tiên cái tư tưởng của Ngài, Ngài nhìn xuống, Ngài thấy rằng là sao có nhiều người còn si mê, còn hay chạy theo tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, quyền quý, cao sang, tranh giành hơn thua hơn tiền. Cho nên Đức Phật lúc đầu Ngài nghĩ rằng là ô, giáo pháp mà mình đã giác ngộ 49 ngày này khó có thể đưa lại cho, truyền trao cho nhóm chúng sanh này lắm. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, muốn nhập vô cái trạng thái tịch tỉnh, trạng thái an lạc, trạng thái không có tham, không có sân, không có si, trạng thái rất là nhẹ nhàng. Quý vị đã từng ngồi thiền vào nửa đêm hay lúc 4-5 giờ sáng, quý vị sẽ hưởng một chút cái tịch lạc của cái trạng thái Niết Bàn này. Thì Đức Phật muốn vào cái trạng thái đó, chứ không muốn phải tiếp xúc với những chúng sanh còn đam mê dục dục. Thì lúc đó vị Phạm Thiên ở trên trời thấy tiếng quá, ô, Đức Phật Thích Ca ở cõi đời Ngài đã giác ngộ một giáo lý rất là hay, mà Ngài lại sắp sửa nhập Niết Bàn, Ngài không chịu truyền dạy. Cho nên rằng là vị trời đó hiện ra thân kim sắc tướng hảo rất là đẹp, đảnh lễ Đức Phật mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con biết ý niệm của Ngài. Ngài thấy chúng sanh ngoài kia điên đảo khó giáo hóa, nên Ngài muốn nhập vào trạng thái an tĩnh của thiền định. Ngài không muốn xuất định. Còn từ cõi trời con xuống đây, con cung kính đảnh lễ Ngài. Ngài xin hãy ban ánh sáng chân lý khắp cõi nhân gian, cho muôn loài được thấm nhuần đức hóa hóa, thoát khỏi sanh tử của sáu đạo. Kính xin Ngài hoan hỷ nhận lời thành kính của con. Phật nói: Ông vì thương tất cả chúng sanh mà tới thỉnh cầu, nhưng ta nhận thấy chúng sanh bị trần cấu che tối, mê tài sắc danh lợi, nó lo ăn lo ngủ, lo tranh giành lời qua tiếng lại, lo hơn thua hơn thiệt, không có trí tuệ gì hết. Cho nên rằng là ta muốn an tĩnh tịch diệt thì có vẻ an lạc hơn. Ngài Phạm Thiên nói rằng: Bích lạy Đức Thế Tôn, xin Ngài thương con và tất cả chúng sanh. Trong cõi trời và cõi người này có vô số chúng sanh đang đau khổ. Xin Ngài hãy dựng cờ pháp,
Ngài hãy chia sẻ biện pháp để chúng con được ơn tế độ của Ngài mà thoát khỏi bể khổ luân hồi. Kính lạy Ngài, con nhớ kiếp quá khứ Ngài đã từng hết lòng hy sinh thân thể của mình để nghe pháp, thì hôm nay Ngài đã đạt pháp, Ngài đã chứng pháp, Ngài đã nghiệm pháp, thì xin Ngài đừng mệt mỏi mà hãy ban bố những pháp Ngài chứng nghiệm đó cho chúng con. Kính lạy Ngài, con nhớ quá khứ vị Phạm Thiên này nhớ được 7 kiếp của Đức Phật Thích Ca quý vị. Trước khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ, vị Phạm Thiên đã có rất nhiều câu chuyện Đức Phật Thích Ca đã hy sinh cái thân của mình để cầu những cái lời thiện, để cầu những cái lời lành, để tu tâm, sửa tánh. Chứ còn thôi, nếu không có lời lành, không có lời của Phật dạy, thì làm sao biết cái điều thiện để mà tu. Cho nên rằng là vị Phạm Thiên này liệt kê 7 câu chuyện quý vị. Còn nhớ quá khứ vào thời vua Tu Bà Đâu Là, lúc đó Ngài rất là giác ngộ và rất là cảnh tỉnh, tỉnh giác về vô thường. Ngài đã nói rằng là đối với vật chất, ta đã giúp cho dân được đầy đủ, đất nước giàu no ấm cúng, nhưng tinh thần giải thoát cho người dân và cho ta thì vẫn chưa có. Tâm ta và như người dân vẫn còn kẹt vào sanh tử luân hồi, sanh già bệnh chết. Cho nên thiệt sự bây giờ ta phải có trách nhiệm tìm con đường giải thoát cho mình và cho người dân. À, đó là một kiếp. Thế thì Ngài mới báo cho dân chúng rằng ai có lời gì hay, ai có Phật pháp gì hay, vô chỉ cho ta, ta và dân chúng sẽ thực hành, thì lúc đó ta sẽ trọng thưởng. Thì sau khi truyền lệnh, có một vị trời Tỳ Sa Môn là ở cõi trời Tứ Thiên, thấy như vậy mới thử lòng coi thật sự vua có muốn thỉnh pháp không. Vua tức là tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca. Vị này hiện thành một con quỷ dạ xoa, mắt xanh lè, răng nanh chĩa ra, và mới nói rằng là vô báo cho vua biết ta có lời Phật pháp rất hay, vua có muốn nghe hay không. Nếu muốn nghe thì ta sẽ chỉ dạy cho. Vua khi áo chỉnh tề ra đảnh lễ con quỷ đó xin được nghe. Thì con quỷ nó nói rằng là ôi, cái pháp của ta rất là cao sâu, không thể nào mà dễ có được. Nếu muốn có được phải cung kính lạy tạ, phải bố thí nội tài ngoại tài thì mới được. Bài pháp đó là hết thảy pháp vô thường, sanh ra ai cũng khổ, năng ấm không có tướng, mình và của mình đều không. Đó là bài pháp. Đó là câu chuyện thứ nhất. Sau khi nghe xong, vua mừng quá, vua mới tu theo cái bài pháp đó dạy về vô thường. Con người chúng ta hãy nhớ cái chết mà lo làm phước làm thiện, để thôi tu không kịp. Kiếp thứ hai, Đức Phật Thích Ca là một vị vua Kiều Xá Ni Yết La. Thì lúc đó vị này cũng như vậy, muốn có một cái bài pháp, muốn nghe lời hay ý đẹp, muốn nghe lời của Phật dạy. Cho nên rất là sau khi cho dân đầy đủ ấm no rồi thì bây giờ muốn cho dân tu tâm, thì lúc đó vị trời mới hiện thành một cái con quỷ nói rằng là nếu nhà vua muốn nghe pháp thì phải khoét trên mình 1000 cái lỗ. Quý vị, da thịt đây khoét, đây là một lỗ, đây một lỗ, đây hai lỗ, khoét nhiều lỗ, chế dầu vô, bỏ cái tim vô, đốt lên, kêu mình gọi là đốt thân cúng dường pháp đó. Pháp ta rất là khó, muốn nghe bài pháp của ta thì phải lấy thân đốt 1000 ngọn đèn thì ta sẽ nói pháp cho nghe. Và vị vua nghĩ rằng trước sau gì mình cũng chết, nếu mình nghe được một lời hay ý đẹp thì cái thân này mình cúng dường cho pháp cũng đáng. Thế thì vua sẵn sàng, vua đốt để nghe pháp.
tất cả phu nhân, quan quân đều cản, nhưng vua nói rằng là vua quyết định không thay đổi. Vua nói rằng là không nên cản trở vua. Tôi hy sinh thân này để nghe một câu đạo. Sau này tôi thành Phật, ta sẽ độ cho tất cả các người. Bài pháp đó là gì quý vị? Thường rồi có hết, cao thì phải rơi, hợp thì có ta, sanh thì có tử. Nghĩa là có sanh ra thì chúng ta phải có chết, chết đi. Đó là bài pháp. Bài pháp thứ ba là vào một đời nữa, Đức Phật vốn là một vị vua. Vị vua này cũng rất là muốn nghe pháp. Thì các con vị pháp sư nói rằng là phải đóng 100 cây đinh. Hồi nãy là đốt, quét thân đốt, còn đóng 100 cây đinh vào thân thì mới được nghe pháp. Vậy là vua đóng 100 cây đinh trên thân mình và để nghe pháp. Nghe pháp đó là bài gì quý vị? Nghe vua nói đây: tôi bao kiếp đến nay bị sống thác trong vòng sinh tử luân hồi, thân mạng đã mất đi vô số, mình chết đi nhiều lần rồi. Thân mạng ấy chỉ đeo đầy những tham lam sân si giận hờn, xương thịt của mình đầy ở ngoài. Ngài Bồ Kiền Liên nói lấy cây gậy đánh dưới cắm ở dưới đất, không chỗ nào không phải là xương của mình. Cho nên rằng là tôi hy sinh đóng 100, 1000 cái đinh này vào thân để nghe bài pháp. Vị pháp sư đã đọc bài pháp này với vị: tất cả đều vô thường, sanh ấy đều có khổ, các pháp không có chủ, thật chẳng phải ta có. Ta quên mình để cầu đạo giải thoát của Phật, để cầu làm Phật và tế độ chúng sanh thoát được sanh tử. Chứ tôi không cầu phước báo để ở sanh trong cõi người hay ở cõi trời hưởng phước báo. Chỉ muốn ra khỏi lửa sanh tử luân hồi và cho dân chúng của ta cũng ra. Cho nên sẵn sàng đóng 1000 cây đinh để nghe bài pháp. Vì đây các ngài rất hay. Tiếp đến một kiếp nữa, vào thời quá khứ, có một thái tử tên là Đà Ma La Kiền. Thái tử cũng rất là muốn nghe pháp. Thì cái vị đế thích nói muốn nghe bài pháp thì thái tử phải nhảy vô cái hố lửa. Thì thái tử sẵn sàng nhảy vô hai hố lửa, nhưng mà nói cho nghe bài pháp trước đi. Đứng ngay miệng lửa, nghe xong bài pháp, trải nghiệm, chứng nghiệm rồi thì sẽ nhảy vô lửa. Và ngài đã nghe bài pháp gì? Thường mấy vị nghe miễn phí ha, không có phải bị nhảy vô lửa, không có bị đóng đinh, không có bị khoét mình vô lửa. Nhưng mà các quá khứ của Đức Phật Thích Ca, ngài từng hy sinh thân thể vì một bài pháp như vậy đó quý vị. Nghe bài pháp đây: thường làm theo tâm tư, từ bỏ tưởng giận hại, đại bi thương chúng sanh, quặn lòng rơi nước mắt, tu làm tâm đại hỷ, với mình cùng đắc pháp, cứu giúp bằng đạo đức, ấy là hạnh Bồ Tát. Câu chuyện kế tiếp. Trong thời quá khứ, ở nước Diêm Phù Đề, lúc ấy có 100 vị tiên tu trong núi, và có một vị đại tiên sĩ cũng rất muốn nghe chánh pháp của Đức Như Lai. Thì lúc đó vị đại có một vị mới xuống nói một bài kệ, mà nếu muốn nghe bài kệ này thì ra khỏi ba đường, đường ác. Thì cái vị này bắt như thế nào? Phải lột da của vị đại tiên đó làm giấy, phải lấy máu của vị đại tiên đó làm mực, phải lấy xương của vị đại tiên đó mài thành cây viết để viết kinh sách. Và vị đại tiên đó hoan hỷ để nghe một bài pháp trước khi hy sinh thân mình để có giấy, có mực và có viết để viết kinh. Bài pháp đó là gì mà ngài phải hy sinh thân mạng như vậy? Đó là thường phải nhiếp tâm hành mà không sát trộm dâm, không nói hai lưỡi nói ác,
không nói dối đương độc, tâm không tham mọi vật, không sân giận độc tưởng, xa lìa mọi tà kiến, ấy là hạnh Bồ Tát. Câu chuyện cuối cùng cũng vào thời quá khứ, thời của đức vua, có vị vua tên Thi Tỳ. Thì vị vua này cũng rất là cầu pháp, và muốn nghe pháp thì vị Đế Thích mới thị hiện thành một con chim, lao mình vô vị vua đó, nói rằng là con chim này nó đang đói khổ và nó cần cầu cứu, và nó cần đói. Thế vị đây, vị Đế Thích mới nói với vua phải cắt thịt của vua cân bằng con chim đó, thì rằng là trời Đế Thích mới tha mạng cho con chim đang bị đau khổ như vậy. Và để nghe được cái bài pháp đó, vua đồng ý lóc cái thịt của mình để lên cân. Con chim nặng 3 kg, lóc thịt đúng 3 kg để thả con chim được tự do và để nghe bài pháp. Đó là bài pháp gì quý vị? Đó là một bài pháp nói về vô thường. Vâng, như vậy quý vị thấy rằng là câu chuyện đầu tiên nói về sau khi Đức Phật nghe Phạm Thiên nói về 7 kiếp quá khứ của mình như vậy, và Đức Phật biết Phạm Thiên rất là tha thiết thỉnh Ngài nói pháp. Vì vậy cho nên rằng là Đức Phật hứa cả, và nhờ vậy mà chúng ta có 49 năm Đức Phật đi các nơi thuyết pháp. Đó là nhờ cái ơn của Đại Phạm Thiên thiền thỉnh. Vâng, Ngài đã vì chúng sanh chịu cực khổ, đóng đinh, khoét lỗ, làm đèn, vân vân. Thì bây giờ Ngài đã giác ngộ, chứng ngộ, xin Ngài hãy chia pháp đó đến với tất cả chúng sanh. Vâng, chia sẻ câu chuyện như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe. Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày an lành trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.